xuất hiện trên nhiều diễn đàn, mạng thôn hội, hình ảnh nữ sinh thả dáng trong bộ áo dài trắng tinh khối khiến người ta không ngừng trầm trồ, thích thú. Nữ sinh được nhắc tới ở đây có tên là Hoàng My. Cô gái thật sự xinh đẹp và bức ảnh gây chú ý. Hoàng My hiện tại đang học lớp 12 tại thành phố Hồ Chí Minh. Bức hình gây chú ý được cô chụp khi học lớp 11. Em thích mặc áo dài lắm và rất thú vị tự sướng với áo dài. Bức hình đó bình soàn xỉn thôi, là một tấm ảnh selfie đơn giản. Em rất bất thần khi tự dưng mọi người khen nó rất nhiều. Thậm chí có những người còn khen là xinh đẹp rồi đét qua hậu nọ kia nữa. Bình soàn xỉn bên ngoài em chưa bao giờ nhận những lời khen như vậy luôn, Hoàng My chia sẻ. My rất thích mặc áo dài trắng. Trên khuôn mặt My, cô gái tiết lộ rằng mình thích nhất là đôi mắt to tròn và sáng. Nhiều người cứ bị kinh khủng khi có mắt to nhưng em không như thế. Em thích đôi mắt của mình lắm và thấy mỗi khi chụp hình nhìn nó cũng có hồn mà. Bình soạn xỉn khi đi học, My là một lớp phó. Cô luôn nỗ lực hoàn thành việc học một cách tốt nhất. Em thích múa và có sở thích là được múa cho mọi người thấy. Muốn mọi người cảm nhận được sự uyển chuyển trong từng điệu múa. Em có ước mơ trở thành giáo viên hoặc biên đạo múa. Khi còn học lớp 11, My đã mở màn kinh khủng doanh. Cô gái kiếm được tiền từ rất sớm và dùng tiền trang trải cho học tập cũng như tiêu vặt, chẳng phải xin gia đình nữa. Gia đình rất ủng hộ việc kinh khủng doanh của em. Nhờ đó mà em có động lực hơn để mở màn công việc đấy. Ban đầu, em vay tiền của nhà để lấy hàng. Sau khi bán được thì em trả lại cho bố mẹ tiền vay đó. Số tiền lời em dùng để lấy hàng cho đợt sau. Việc kinh khủng doanh cũng giúp em trưởng thành lên rất nhiều. Tự nhận xét về mình, Hoàng My dùng từ đơn giản và khỏe khoắn. Em đơn giản lắm nhưng cũng khỏe khoắn khi cần. Mạnh mẽ trong các mối quan hệ, càng yếu đuối đối thì càng khó được tôn trọng. Chỉ có khỏe khoắn thì mình mới được là chính mình thôi. Hoàng My cũng tiết lộ mẫu gamer thủ trai mong muốn là người thật ấn ác, một mạc và chân thành. Em nghĩ rằng không nên chọn người giàu vì giàu quá cứ về mình dễ bị coi soàn xỉn. Người quá nghèo về kinh khủng tế thì khổ cực lắm. Hãy chọn người vừa phải để hai đứa có cái mà nỗ lực, đi lên. Trong tình yêu thì nhiều khi đừng nhắc đến kinh khủng tế, nó sẽ hạnh phúc hơn.